thì hai gương mặt rất là quen thuộc với cái kênh YouTube của Nhanh TV rồi, đó chính là Kháng và Thịnh. Thì các bạn ơi, hôm nay lại là một ngày trời khá là đẹp, nói chung là một câu nói khá là quen thuộc của mình luôn á các bạn. Nhưng mà nói chung thì đẹp mà đẹp buổi sáng thôi, chứ buổi chiều là bắt đầu mưa với lại nước ngập rồi. Mình lại tiếp tục ra cái vườn gì hai đứa? Vườn vú sữa. Vườn vú chấm sữa. Thân yêu của mình, để mình làm một cái video về ẩm thực nữa cho các bạn xem. Thì hôm nay á thì mình sẽ làm một cái clip về chiên nữa nha. Mình chiên gì hai đứa? Đó là một cái các bạn, tại tới tên. Đợi anh xíu, tao lấy cây đòn cho mày đòn. Anh dẫn quá anh Thịnh ơi. Vậy chứ tao nghe mày tình tính tình 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 kìa. Các đứa nhảy cho anh khỏi nói nè. Anh thôi, tao mày rồi. Thì hai đứa hát ca nhảy nhót gì xong chưa? Dạ coi. Xong rồi phải không? Thì bây giờ quay trở lại chuyên đề chính. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về mực nang. Mực chiên giòn. Thì làm về mực chiên giòn thì mình phải có mực rồi. Tại vì hôm nay mình ngủ hức hơi trễ nên đi ra chợ đã hết mực rồi, nên mình bắt buộc phải vô Bách Hóa Xanh để mà mua mực ở trong cái khay như thế này nè các bạn. Mực trong khay như thế này thì người ta đã làm sạch và đông lại như thế này rồi, mình chỉ cần bóc ra và làm thôi. Thì làm mực chiên giòn thì mình phải có cái bột gì? Bột chiên giòn. Đúng rồi, bột chiên giòn đâu? Thịnh đưa bột chiên giòn cái cây. Đây, đây là bột chiên giòn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lấy bột chiên giòn ra, mình khuấy rồi mình bỏ mực vô mình chiên. Mình sẽ chấm với gì? Tương ớt siêu cay đi, thử xem nè, ăn nó sẽ ngon như thế nào. Nếu như các bạn thấy video của mình hay, thú vị và ý nghĩa thì hãy để lại cho mình một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để team mình có thêm động lực làm nhiều video nữa nha. Sao mình không ốp sao tới nữa đi cô ba? Em lại Thịnh mà không, em muốn chảy nước mũi với anh rồi. Đầu tiên lấy bột rồi lấy cái tô, đổ bột bột vô. Còn mình thì xé mực bỏ vô thau nghe các bạn. Bột xong rồi nè, đổ nước vô nghe. Bây giờ phải lên. Các bạn thấy ở quê mình vui không? Có cái bên có cái mưa nè. Yên tĩnh lắm luôn á các bạn. Có dịp mình mời các bạn về quê mình chơi nha. Nói nhiều mất hay, bây giờ mình sẽ đổ dầu vô chảo nghe các bạn. Đợi chảo nóng lên cái đã. Mình lấy bột mình đổ vô mực luôn nghe các bạn. Cái gì vậy cha, buồn hồn ta nhúng vô ta chiên. Mày thiệt quê mùa, trộn vậy mới đều. Thôi vậy anh làm luôn đi, hồi nấu à. Anh mày mà. Rồi mình lấy bột đổ vô nghe các bạn. Rồi mình cũng đổ luôn nha các bạn, mà mình đổ dầu. Xong rồi nè, mình lấy đũa trộn đều lên. Rồi bưng nguyên thau á, đổ vô trong chảo luôn. Để anh làm nè, đừng có phát biểu linh tinh. Dạ, tiểu đệ xin nghe. Không có chi, bình thân. Đầu sôi rồi nè, anh bỏ vô nha các bạn. Mỗi đứa một con bỏ vô cho đồng đều. Làm theo cái sách nào mà hướng dẫn bột chiên giòn bằng cái phong cách là đổ xộn xí vô rửa rồi bỏ vô rồi hả? Sách nào dạy vậy? Dạ. Nãy giờ là mình để thử tài hai thằng nhóc này cho nó làm. Nó đã làm theo cái phong cách cái kiểu như là tự chế biến của nó nè các bạn. Đó, mực để vô thau, bột quậy ra, đổ xộn vô rồi chiên nó như vậy nè. Mà thôi kệ, đây dù sao cũng là tác phẩm của hai đứa nó. Kệ, cho hai đứa nó ăn đi. Chắc là ngon lắm đây. Thôi kệ đi, tự tay mình làm thì cái gì chẳng ngon. Nói đúng. Bây giờ hai đứa mình mời các bạn nghe. Chế đường ớt vô hết anh Thịnh.
trời ơi, cha tôi ngớt thấy mắt gầu. Tôi mời các bạn nghe. Trước tiên phải mời người lớn nghe nhạc, con mời mẹ nè. Rồi bây giờ nhóc nó mời mình nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn. Cực kỳ là ngon và béo luôn các bạn ơi. Mực này là mực sữa, lại chiên có bột bột á, nó không có giòn. Nói chung là hai nhóc này làm thất kiểu rồi, nó mới giòn. Nhưng mà nó đổi lại là con mực á, nó có sữa với lại mực chiên với dầu thì nó phải béo à. Cũng tạm được, ok. Mời bạn nghe. Mời bạn nghe ăn bắp gì cho sang chảnh. Wow. Ngon. Thế vậy mà ngon ta? Vậy chứ tự là không ngon cũng ổn. Ngon số 1. Ngon số dách. Ngon số 2. Ngon số dách. Chấm miếng ớt đỡ ngán còn sao. Wow. Nhìn có vẻ là hai đứa ăn khá là ngon. Phải rồi, tại vì là tác phẩm của mình tự tay làm ra, dù cho ngon không ngon gì thì cũng phải ngon thôi đúng không các bạn. Hai đứa tự quậy bột, hai đứa tự đổ vô rồi chiên. Bây giờ có giòn, không giòn gì thì cũng phải ngon thôi. Thì nói chung thì cái clip hôm nay là một clip ẩm thực cũng khá là giải trí. Tại vì mình hôm nay thì mình cố tình là để cho hai nhóc nó tự làm luôn các bạn. Mình không có hướng dẫn luôn. Mình để cho hai đứa nó tự, nói chung là nó làm sao nó được nó làm. Mình chỉ quay phim cho nó thôi, mình không có chỉ nó luôn. Thì nó đã làm theo cái suy nghĩ của nó, cái cách mà làm nói chung là đơn giản nhất để mà hai nhóc nó ăn nhanh nhất, đó chính là đổ bột vô trong cái con mực cựa chiên luôn. Thì thấy nó ăn thì còn ngon luôn á các bạn. Rồi bây giờ hai đứa thấy sao, no bụng chưa? Dạ no. No phải không? Giờ không no cũng không được, còn nữa là no. Thôi tới đây thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nãy giờ. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thú vị thì hãy để lại cho mình một like, share, một đăng ký để team mình có thêm động lực làm nhiều video nữa nha. Bye.